Vừa qua tại xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC tổ chức lễ đóng điện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2016. Đây là một trong chuỗi các hoạt động của EVN-NPC triển khai trong tháng tri ân khách hàng tháng 12 năm 2015. Công trình có ý nghĩa lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Nghệ An do EVN-NPC làm chủ đầu tư, cấp điện cho khoảng 18.000 hộ dân ở 233 thôn, bản trên địa bàn 54 xã thuộc 8 huyện gồm Quế Phong, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương. Dự án được thực hiện trong hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 2014-2016 thực hiện cấp điện đến trung tâm 16 xã với 41 thôn, bản và 4.265 hộ dân. Đây là giai đoạn thực hiện các hạng mục cấp bách gồm 16 gói thầu xây lắp và 4 gói thầu vật tư thiết bị với tổng mức đầu tư hơn 206 tỷ đồng. Dự kiến từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015 sẽ hoàn thành đóng điện cho toàn bộ 16 xã trong giai đoạn 2014-2016 trước 1 năm so với tiến độ đề ra. Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN cho biết, đến nay EVN đã cung cấp điện đến 99,8% số xã và 98,76% số hộ nông thôn miền núi. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà EVN quan tâm hàng đầu đó là đưa lưới điện về vùng sâu, vùng xa để góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào khu vực chưa có điện trong phạm vi cả nước.